Rồi, thì hôm nay sếp Minh Maker sẽ nói cho anh em về cái vấn đề mà anh em mua mô tô trả góp và vì sao sếp Minh không bán trả góp. Mình đã nói nhiều clip trước rồi, nhưng mà bây giờ phải nói lại cho anh em biết. Nói lại cho anh em biết những anh em và có nên mua xe mô tô trả góp không? Cái thứ nhất, bây giờ mình khuyên anh em là mình mua xe trả góp á, đối với điều kiện là những xe anh em mua có thể anh em đi làm. Ví dụ anh em chưa có xe đi làm, anh em góp một chiếc xe AB hoặc là một chiếc xe nhỏ để anh em đi làm thì ok, cái đó mình tán thành, anh em có thể góp để nó là cái phương tiện để giúp mình đi làm, để giúp mình làm ăn ra tiền. Còn cái mô tô này nè, mình chia sẻ thật lòng với anh em, cái mô tô này là mua về chỉ có tốn tiền với nó thôi, và nó đưa cho mình một cái lợi gì, đó là thỏa mãn cái đam mê thích của mình hết rồi, nó không có giúp mình được cái gì hết ngoài sự tốn tiền và tốn kém. Có rất là nhiều chia sẻ những anh em đưa về là em góp cái xe đó mà hả, lỡ xe nó hư một cái á, em không có tiền đóng tiền lời rồi, em không có tiền sửa xe, thành ra em phải bán chiếc xe, em lỗ có 100 triệu, 200 triệu, anh thấy không, đã không có tiền mà còn lỗ. Rồi có những anh em nói góp xe á, mỗi tháng đóng lời mệt quá. Nhiều anh em gửi lời chia sẻ về cho mình rất là nhiều, cho nên mình mới làm cái clip này để chia sẻ cho anh em. Còn về nói về góp á nha anh em, anh em góp mình kêu ngân hàng xuống, mình lãnh đủ tiền, chỉ có anh em nợ với ngân hàng thôi. Tới lúc ngân hàng đòi tiền anh em rồi, ngân hàng xiết xe anh em, mới không ảnh hưởng gì tới mình hết. Và một lời khuyên của mình là không nên mua mô tô góp. Những người muốn anh em mua góp á, là họ sẽ không phân tích ra những cái vấn đề này đâu. Là hàng tháng anh em phải đóng lãi bao nhiêu, rồi xe này mỗi lần bảo trì phải bao nhiêu, rồi cái tiền anh em nằm trong đó. Người ta sẽ nói là chơi xe bị xe hành là vậy đó là anh em, là vào cái tiền góp đó anh em. Cái đó là mình chia sẻ thật lòng với anh em đó, mình chia sẻ rất là thật lòng. Ví dụ ở đây mình có một con giấy 8 đi, anh em mua 150 triệu, anh em đưa trước 50, anh em góp 100, rồi lỡ vắt ngã cái mấy triệu, bảo trì cái mấy triệu, rồi tiền đóng tiền góp tiền lãi, có thể phải là anh em bị xe chơi không, có phải là anh em bị xe chơi không đó. Rồi mình sẽ chia sẻ một cái trường hợp này nữa. Có nhiều anh em nói bây giờ mình có 100 triệu, mình mua xe 180 triệu, một tháng mình làm 20 triệu, mình có thể góp theo cái khả năng của mình, mình có thể chi trả được, cho nên mình sẽ góp mình trong tầm kiểm soát của mình. Nói anh em nghe luôn, chia sẻ anh em nghe, không có cái gì mà trong tầm kiểm soát mình hết. Ví dụ thời gian vừa qua dịch bệnh, anh em có kiểm soát được không? Hạn hán rồi động đất rồi này nọ, các anh em có kiểm soát được không? Rồi bên Trung Quốc đó, nó cấm vận rồi anh em thất nghiệp, như cấm nông sản anh em, cấm thanh long nữa, rồi những người làm thanh long thất nghiệp, anh em có biết được không? Rồi chiến tranh xảy ra anh em có biết được không? Thứ nhất là mình nói cho anh em thích cái dịch bệnh vừa rồi á, rất là nhiều anh em lên mạng than, tại sao dịch không được đi làm mà cũng vẫn phải bắt đóng tiền góp. Rồi hỏi anh em, ngân hàng cũng phải ăn mà, mình phải thông cảm chứ, hai bên phải thông cảm nhau, ngân hàng người ta cũng phải ăn, người ta phải cũng phải duy trì các cây ATM, người ta phải duy trì internet banking. Dịch anh em vẫn banking chuyển khoản, anh em vẫn chuyển khoản, anh em vẫn rút tiền, anh em đi mua đồ ăn mà đó, thì ngân hàng cũng phải sử dụng như đó, rồi nhân viên duy trì, rồi ngân hàng cũng phải đóng thuế nữa anh em đó. Ngân hàng người ta cũng phải sống, cho nên mình phải thông cảm cho người ta, anh em đâu có than được. Đồ của anh em đã mua, tiền bắt buộc anh em phải đóng, đừng có lý do gì hết đó, cho nên đừng có lý do gì hết, cho nên anh em chơi xe bị xe chơi là vậy đó. Và mình khuyên là anh em không nên mua xe mô tô góp, cũng chính là vì vậy mình chia sẻ cho anh em nghe. Rồi về một cái vấn đề nữa nè, ví dụ anh em góp chiếc xe, ví dụ mình làm một tháng 100 triệu luôn đi, mình góp chiếc xe 1 tỷ, 10 tháng trả đủ đúng không? Ok, mình là hồi đó mình chạy mô tô khoảng vào 5 năm trước, chia sẻ anh em trường hợp bất khả kháng luôn. Đang đi chơi vận động thể thao đá banh, cái chạy xe mô tô xong về nhà đột quỵ, lên bệnh viện mổ nằm 6 tháng anh em. Không bệnh luôn, người rất là khỏe mạnh, cơ bắp rồi khỏe mạnh luôn. Đột quỵ nằm 6 tháng, mổ cấp cứu luôn anh em. Xong rồi hả, về nhà dưỡng thêm 2 tháng nữa, 8 tháng. Nội lo cho bản thân mình còn chưa đủ nữa, chưa lo được nữa. Nếu mà nằm lâu quá thì không còn tiền để chi trả luôn á anh em. Thì nằm bệnh viện anh em biết rồi đó, thì biết bao nhiêu tiền, mổ nữa biết bao nhiêu tiền. Bản thân mình làm không ra tiền mà phải chi tiền viện phí nữa, là bản thân mình lo không đủ rồi. Huống gì mà phải trả tiền góp chiếc xe, ở đâu ra, rồi nợ chồng thêm nợ, chất thêm nợ.
Rồi cái quãng đời sau đó, mình sống với nợ không? Cái đó là chia sẻ anh em, Minh đã từng bị một lần rồi. Mà lúc đó mình không góp nha, mà mình biết là khi mình xui rẻo, cuộc sống không bao giờ nó là một đường thẳng anh em. Lúc nào mình cũng sẽ vấp ngã như Minh đó, thấy không? Bình thường đùng cái mổ cấp cứu đột quỵ, mất tôi gần cả năm trời, thấy không? Là cái năm đó, là lúc đó là mình đã bán xe dai dai đó, một hai chiếc rồi đó, nhưng bị cái là im luôn, mất tích luôn anh em. Mất tích không còn gì luôn. Rồi lúc đó là mình phải gầy dựng lại mọi thứ anh em. Cuộc sống không bao giờ là đường thẳng, cho nên anh em, nhiều anh em hỏi tại sao mình không có bán góp. Thực chất bán góp cũng được thôi, nhưng mà mình không thích cái điều đó. Mình không muốn những cái điều đó nó sẽ xảy ra với anh em. Tự nhiên bây giờ mình trong người mình là đang là một con người á, anh chia sẻ em nghe, tự nhiên mình đang là một con người. À, có ví dụ chiếc Ninja 4 này đây 100 triệu đi. À, mình đang là con người có 100 triệu, vui vẻ, sống cuộc sống vui vẻ. Cái mua chiếc xe 150 triệu, cái nợ 50, lỡ bị ảnh hưởng cái tự nhiên thành con nợ luôn, cái sống trong cuộc sống toàn là đóng tiền nợ không à. Mà nó còn không vui nữa, chơi xe nó còn không vui nữa. Và mình sẵn đây mình chia sẻ cho anh em có một cách mà mình có thể chơi xe rất là vui vẻ. Đã là anh em coi kênh YouTube, là những anh em đã ủng hộ mình thì mình phải chia sẻ thiệt với anh em. Ví dụ mình có 100 triệu, mình đầu tư đi, mình bỏ đầu tư. Mình có đứa em rất là hay, mua xe bên mình là 3 chiếc rồi, là có 100 triệu bỏ đầu tư ra lãi 200, nó thấy 200 ok, bỏ đó đầu tư 200, nó hàng tháng nó lãi. Đầu tư thì cái chuyện đầu tư thì có nhiều ngành nghề khác nhau, nó lãi ra khoảng 80 triệu, 90 triệu, nó lấy 90 triệu đó đi mua con Ninja 4 chơi. 90 triệu đó đi mua Ninja 4 chơi, Ninja 4, à đợt thời đó là Ninja 3, 90 triệu giờ Ninja, hồi đó chưa có Ninja 4, Ninja 3 chơi. Nó chơi đã xong rồi tiền nó bỏ đầu tư tiếp. Ở dư ra mớ tiền nó đổi lên Ninja 650. Anh em thấy hay không? Đổi lên Ninja 650, thằng em nó hay đó, là thằng em nó cũng là một cái để mình chia sẻ cho anh em. Còn nhiều anh em nói á, mua con xe mình có đủ tiền rồi, nhưng mà mình mua 100 triệu mình không mua, mình thích mua 50 triệu, còn 50 triệu mình góp vậy đó, để 50 triệu mình đầu tư. Thằng em trai đó chia sẻ mình luôn, thay vì vậy á, mình lấy luôn cục mình đầu tư luôn, từ từ mình chơi sau, đừng có ghiền. Chứ đầu tư lấy 50 triệu đầu tư á, tháng lãi đâu bao nhiêu mà tự nhiên phải đi đóng lãi cho cái con này hết 50 triệu tiền lãi nữa. Thằng em nó chia sẻ là lấy liên cục luôn, đầu tư luôn, lời rồi mình chơi luôn lần. Có nghĩa là em nó nói là có lời rồi mình chơi một lần, khỏe, không có tốn phí. Đi chơi chiếc xe ra đường á, lúc nào cũng thanh thản hết á, không có lo gì hết, nó bị gì mình cũng phải lo được. Cái tự nhiên bây giờ góp lên cái, lúc nào trong người mình cũng tâm lý anh em. Những anh em nào mà đã từng góp mà bị mang nợ thì anh em hãy comment bên dưới chia sẻ với anh em để cho anh em biết đó. Còn mà đương nhiên người ta muốn chạy doanh thu, những chỗ bán xe người ta muốn chạy doanh thu thì người ta sẽ cho anh em góp thôi, thì bán được xe để nhanh mau doanh thu thì đương nhiên là sẽ được góp. Và góp thì ở chỗ bán xe người ta đâu ảnh hưởng đâu anh em. Nói anh em nghe, một cái đơn góp nha, anh em được góp ngân hàng thì được ngân hàng trả phần trăm được người bán xe luôn. Ví dụ cái đơn đó anh em góp, thay vì mình bán xe 100 triệu đúng không, anh em đưa trước 20 triệu thì ngân hàng nó sẽ đưa mình 80 triệu, là mình đã đủ tiền xe rồi đúng không, mình đã lời giống tiền xe rồi, là được ngân hàng chích ra phần trăm cho mình nữa, có thể cho 1 triệu nữa hoặc là 500 nữa, là mình có thêm tiền nữa. Có nghĩa là bán một cái xe góp là được ngân hàng trả cho tiền góp rồi, được có tiền bán xe luôn. Thì dạy gì mà không bán góp anh em. Nhưng mà góp đó thì tai hại cho anh em đó, nói chung là nó hại cho cái người chơi thôi. Thì ở đây mình chia sẻ, mình không bán góp luôn. Anh em không có tiền thì anh em góp đợi mình đợi anh em gom đủ tiền thì ok, mình giao xe cho anh em, mình bán vậy đó. Anh em mít lòng thì chịu. Nhiều anh em ở thằng này chảnh không bán góp này nọ, sai rồi anh em hiểu sai về một con người. Người mình không phải là xấu xa hay là gì đâu, anh em nhìn mặt và bắt hình dong đi. Mặt mình không phải là cái mặt của một người xấu xa mà không chịu bán góp cho anh em đâu. Nhưng mà anh em mua góp rồi anh em sẽ biết bốn chữ hào quang rực rỡ đúng không? Anh em mua góp thì anh sẽ biết. Anh em sẽ biết chơi xe bốn chữ, chơi xe, xe chơi là như thế nào luôn. Xui một cái ngã một cái, xui một cái hư gì cái rồi là anh em thấy chữ chơi xe, xe chơi là như thế nào rồi. Thì clip chỉ nói anh em vào cái ngày lễ vui vẻ thôi. Thì mình cũng chúc cho anh em có một cái lễ thiệt là vui vẻ. Đó, đừng có chơi xe để bị xe chơi. Rồi anh em chơi xe á, một cái mục mình chia sẻ nữa là anh em chạy xe á, đừng có chạy quá tầm kiểm soát của mình. Ví dụ mình kiểm soát có thể 120 thì mình chạy khoảng tầm 90, ví dụ vậy.
đừng có chạy quá tầm kiểm soát của mình, dễ nguy hiểm. Này là chia sẻ cho anh em để anh em chơi cho nó an toàn. Anh em chạy trong vòng kiểm soát của mình thôi, với lại đừng có đu. Chạy đừng có đu theo người ta. Có đôi khi anh em đi phượt đi xa người ta biết đường thì người ta chạy thẳng. Còn anh em không biết đường, anh em đu theo dễ bị lắm. Thôi cái này mình sẽ làm một cái clip nữa đi, nó dài rồi. Thì bây giờ nói về cái clip tại vì sao có nên mua xe trả góp, mua tô trả góp hay không, và tại sao mình không trả góp thì mình đã giải thích hết cho anh em rồi. Thì anh em cũng hiểu tại vì sao rồi, why, tại sao. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn anh em muốn về cái trường hợp ví dụ đi tour như thế nào là đúng, hoặc là bảo trì thế nào đúng, thì anh em cứ comment thì mình sẽ giải thích anh em, làm cho anh em từng cái clip để anh em hiểu hơn về cái chơi phân khối lớn này là những gì, mình kiến thức gì bao nhiêu năm nay thì mình chia sẻ hết cho anh em để anh em dễ tiếp cận, dễ chơi hơn thôi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em, cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã subscribe cho kênh của mình, hơn 500.000 sub rồi. Hy vọng những cái clip chia sẻ này sẽ được 1.000.000 sub, sau này đạt cái nút vàng là ok rồi, là lúc đó mình sẽ cho đệ tử mình làm hết. Cảm ơn anh em nhiều.